Nhá, cái việc Anh ơi, là hôm nay là sẽ chưa được gặp. anh ơi, anh Dạ. là Tuấn Anh ở phần Tân Nội được không anh? Đúng rồi, cái việc Vâng. này đây ra đây là hôm nay chưa được gặp. Cái vấn đề em nói đã, để dừng dừng lại đi Ông không phải là người ở trại này, ông không quyền ông để từ từ để em nói bây giờ việc anh Tuấn Anh ơi. anh là người Em trao đổi với anh một tí nhá, được không? Em trao đổi anh Tuấn Anh một chút được không? Anh hôm nay là công an phường Tân Nội đúng không? Đúng rồi. Anh ở đây đúng không? Bây giờ anh có ý kiến gì với bà con ạ? Bây giờ yêu cầu bà con hôm nay là chưa được gặp nhá. Anh có thẩm quyền gì khi anh có là người thì người ta sẽ thông báo. Anh có phải là người này, ông nói vừa nói đâu ạ. Để một người nói thôi. Xử xong và mới phiên tòa mới xét xử. Bây giờ anh nói theo cái quy định nào? Nhá, theo anh quy định là cái việc sau 15 ngày nhá. Quy định nào anh nếu mà theo điều nào khoản nào? Nhá. Điều nào khoản nào? Cái việc đấy anh vào chỗ bên bộ đấy, phận. Đấy tôi đang làm việc bên kia. Thế sao ông đây ông sao thế sao ông đây ông nói như là ông biết rồi vậy? Bà con không được gây với em trật tự. Còn tôi nói với anh Tuấn Anh nhá. Cái khuôn mặt anh nhá, anh đánh dân nhá, anh đàn áp dân nhá, có mặt trên mạng hết rồi đấy. Ai là người đánh? Anh là người đánh. Hả? Bây giờ anh quay trực tiếp đi. Phải có cơ sở. Tôi có cơ sở đấy. Anh ai là người đánh? Anh bảo cái con đồ đánh người dân. Tôi đây đủ cơ sở đấy. Thì còn nếu tôi nói để anh tôi biết tôi quay quay trực tiếp anh quay để em nói. Là về cái chế 5 ngày ấy. Còn các ông nhá, cái ông Tuấn Anh này nhá, cái công an phường Dương Nội, để mọi người nói thôi, cái công an phường Dương Nội nhá, bảo kê cô đồ đánh người dân, trấn áp người dân nhá. Bảo kê, ai là người bảo kê, bảo kê. Tôi khẳng định ông bảo kê đấy, tôi nói trước máy quay đấy, đây này máy quay này, an ninh quay này. Ông các ông bảo kê đấy. Tôi nói có cơ sở đấy nhá. Tôi nói công khai đấy, tôi thách thức các ông đấy. Mẹ anh cũng đang vi phạm cơ quan công an cơ các quan ông là một lũ cướp ông mới là những người vi phạm ông mới là những người vi phạm ông mới là những người vi phạm cướp đất của dân là vấn đề nhớ cướp đất của dân nhá không tập trung gây mất an ninh để tôi hỏi một câu thế đất của người ta mà là nhà thằng Phương mấy thằng Tư nó ăn tiền của nước trong nước ngoài hàng bao trăm triệu đồng. Ông nói với tôi như thế. Đấy, coi thì như bây giờ ở đâu? Là nhà thằng Tư đây à. Là ăn bao nhiêu trăm triệu đồng của nhà nước à của nước ngoài nước trong. Nói bao giờ, nói thời điểm nói, nào? Chối à? Nói ở Hà Đông. Bây giờ chị mặt mặt đây. Mời về làm việc. Đưa giấy tờ đây. Mời chị có. Đây có tôi đây, có tôi đây ba người đây. Làm việc. Nhá. Bật máy quay lên vừa. Nói chị đưa ấy đây. Không phải ra đây tập trung lên trật tự. Ông nói là nhà nó cho nó còn cái việc nó cho các chị đồng nào hay không? Bây giờ mày thề đi. Anh có quyền gì ở đây? Mày chưa có thẩm quyền mời tao về. Tôi không phải thề thích cái gì cả. Nha. Có giỏi thì đưa con đất mày dám thề đây. Nha. Nhà thằng Tư ăn chặn tiền. Nếu anh không nói mày thề đi. Tôi nói với chị nha, tôi không phải thề cái việc đấy. Nếu chị có thằng trai có chơi chú đấy. Yêu cầu thì về công an phường làm việc. Yêu cầu luôn bây giờ ấy, tôi đấy. Anh vu khống với tôi đấy. Mày đừng có lúc nào mà quát tôi nhá. Còn về cái việc thời gian này nhá, tôi làm 15 ngày em biết thế nào 15 ngày không? Nha, tôi nói. Bây giờ ông để tôi nói đã. Ông biết thế nào là 15 ngày là vu khống không? Ông biết thế nào là 15 ngày cũng chẳng biết tại bây giờ có ông có biết là mẹ tôi kháng án hay không? Mày cái việc đấy không? Là sau 15 ngày. Sau 15 ngày thì bây giờ mẹ tôi chưa kháng án thì hiện tại đấy mà. Bây giờ cái hành vi mà ngăn cản chúng tôi vào gặp mẹ tôi á, đây không là một cái hành vi khủng bố. Tôi khẳng định đây là hành vi khủng bố đối. Đây là một cái dạng khủng bố mà tôi sẽ tố cáo với tổ chức quốc tế đấy nhá. Dừng lại đây em nói này. Một cái nói. Bây giờ tôi nói với anh Quang, với anh Nam An Ninh Quận này, đây là anh Nam An Ninh Quận Hà Đông. Và đây là Tuấn Anh, công an phường Tân Nội. Tôi khẳng định là các ông là một tổ chức cướp đất của dân. Đây tôi nói công khai, tôi đang nói chuyện hình trực tiếp đây. Ai là người cướp đất của các dân? Các ông cướp đất của dân. Đây anh không thích vào mặt đúng không? Để tôi quay cho anh. Đây. Mang máy xúc để ủi phái một hỏa. Tất cả dừng lại để một mình cho nói với công an phường Tân Nội. Và đây là anh Nam, công an quận anh Hà Đông. Thì anh về. Đây tôi nói cho tất cả mọi người cùng biết là tôi khẳng định các ông là một tổ chức ăn cướp đất của dân. Chứ anh không được nói qua, không có cơ sở. Tôi, đây. Cơ sở này nhìn ra cái chế độ này ăn cướp đất của dân. Thì anh không có cơ sở. Một người nói thôi. Một người nói thôi. Tất cả để một người nói. Vâng. Bây giờ nhá, tôi khẳng định ai ăn cướp đấy.
tôi đầy đủ bằng chứng, tôi đầy đủ bằng chứng luôn. Tôi đầy đủ bằng chứng. Tôi nói anh Quang nhá, tôi đưa hẳn đơn cho Bộ Công an rồi, tôi đưa hẳn bằng chứng cho Bộ Công an rồi, canh ba xe nhau nhá. Các anh bây giờ các anh là công an, các anh công khai cho bất kỳ người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Pháp luật gì? Pháp luật của cái chế độ cộng sản này là pháp luật bất công nhá. Cái pháp luật gì cái đó xử lý rồi, đã phải xử lý rồi. Cái chế độ cộng sản này là pháp luật công. Thấy đấy để mà cướp đất của dân, đánh người dân, bỏ tù người dân. Có phải không? Người dân có giữ đất hơn mà có tội. Tất cả dừng lại. Bây giờ tôi đang làm việc với dân kia. Anh Phương ơi, anh Phương lùi lại đi. Tôi đang làm việc với lại người của trại giam này chứ không phải làm việc với công an phường Tân Nội nghe chưa? Anh Phương lùi lại đi. Đây là viên công an phường Tân Nội. Là một người đã từng bảo kê để cướp đất của dân Nội. Tôi khẳng định là công an phường Tân Nội, chính quyền phường Tân Nội và quận Hà Đông cướp đất của dân. Nắng thì xử mẹ tôi nhốt, mẹ tôi đang sai ở đây. Các anh gây khó khăn chúng tôi làm cái gì? Công khai cướp đất của dân. Phương ăn chặn tiền của dân Oan, đấy là chính Tuấn Anh cũng lại phủ nhận. Nhưng mà tuy nhiên là qua cái sự việc này thì cho thấy rằng là cái thể chế này, cái thể chế công an trị, cái chế độ tài sản này, họ dùng mọi cách, những cái thủ đoạn đê hèn nhất, từ những cái việc mà họ nói rằng là từ những cái việc họ đánh phá người dân bằng cái việc là lấy cái tiền của dân Oan rồi cái tiền cứu trợ các thứ để họ dùng mọi cách để họ nhằm để bôi nhọ gia đình tôi. Qua đây thì mọi người vừa nghe cái cuộc đối chất của bà Phượng với lại của ông công an phường Tân Nội thì mọi người đã biết. Vì cách đây ít khoảng gần một tháng vừa qua thì tôi đã đưa mặt của ông Tuấn Anh lên. Và tôi đã nói là tên này là tên kẻ sát nhân. Với những cái thủ đoạn, rất nhiều thủ đoạn là bấm huyệt và tấn công những người phụ nữ và người già. Mọi người có theo dõi cái bản tin đó tôi đã đưa về ông Tuấn Anh. Ông ấy gặp bất cứ ai, ông ấy đều tuyên truyền. Ông đều vu khống là gia đình nhà tôi nhận tiền, ăn chặn tiền của dân Oan. Đấy là lời của ông Tuấn Anh. Thì qua cái cuộc đối chất vừa xong thì mọi người đã hiểu thế nào là sự thật đấy, để mọi người hiểu rõ về cái bản chất của cái chế độ công an trị này. Đây là quận này thôi, quận Hà Đông, Hà Đông nó làm toàn là công an đi cản nạn dân, công an đi cướp đất của dân, coi nhà đi đứng canh ngờ để cho nó ủi nó phá hết ruộng hoa màu của dân. 17 đến ba mày về phá mồ mả thì con gì mồ mả của nhân dân? Dân thì đóng thuế nuôi công an lại, nhưng mà công an mà nó lại bảo là nó làm theo pháp luật. Pháp luật nào cho về phá mồ mả của dân? Cả một cái vãi thang mồ mả. 17 cái máy về phá mồ mả của dân mà bảo làm theo pháp luật. Pháp luật nào? Pháp luật ở nước nào đấy? Chỉ có pháp luật ăn cướp thì mới làm thế, chứ còn pháp luật nào, pháp luật để đi ủi phá. Mà dám bảo là thề với đất rồi cũng không dám thề. Giờ là dân không tin nữa. Không tin có các ngôi mộ của chỉ con. Tin có đất ta chôn chưa cứ thề nó ủi được mê thề trước khi nhà nghiệp đấy bảo đất phá thì rời quả báo không nó đấy của nuôi sống người mà đem phá đi đấy. Tôi làm đây cũng gì rằng nói là đây là mỗi ngày là đi nó cho mấy chục nghìn để dân đi
lấy tiền hết mẹ nó rồi, có những nhà và con cái nó phá hết mẹ nó rồi. Đấy, chả làm được gì, lấy tiền về. Tôi thì gục dậy, không dậy được.